Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã làm mới động lực tranh cử của Đảng Dân Chủ, đồng thời làm nổi bật những cơ hội và cả thách thức mà bà phải đối mặt trong cuộc đua với cựu Tổng thống Donald Trump. Sau khi trở thành ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, bà Harris nhanh chóng tuyên bố ý định tranh cử và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ các đồng minh trong đảng, giúp bà dễ dàng giành được đề cử mà không gặp phải sự cạnh tranh nội bộ nghiêm trọng. Sự thay đổi đang mang lại sự lạc quan mới cho cử tri của Đảng Dân Chủ, ngay sau khi bà Harris chính thức trở thành ứng cử viên, chiến dịch của bà đã thu được số tiền quyên góp kỷ lục. Có thể thấy bà Kamala Harris biết điểm yếu của mình ở đâu và bà đang điều khiển chiến dịch tranh cử đi thẳng vào những yếu tố đó. Phó tổng thống không chỉ tập trung vào các thành trì lớn của Đảng Dân chủ như là Milwaukee, Atlanta hay là Philadelphia mà còn đến các thành phố nhỏ hơn như là Claire, Wisconsin, Savannah và Georgia. Chỉ riêng tại Pennsylvania, bà Harris không chỉ tham dự cuộc tranh luận ở Philadelphia mà còn đến Jonesstown, thành phố nhỏ lâu nay có xu hướng nghiêng về Đảng Cộng hòa, và hạt Wilkes-Barre, nơi có tầng lớp lao động da trắng chiếm đa số, từng là mảnh đất đáng tin cậy của Đảng Dân chủ trước khi chuyển sang ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump. Bà cũng dừng chân tại Pittsburgh, thành phố chủ yếu là người da trắng, bao quanh bởi các khu vực thân thiện với Đảng Cộng hòa các cuộc thăm dò gần đây cũng cho thấy bà harris có lợi thế hơn so với tổng thống biden trong cuộc đua với ông trump tại các bang chiến trường quan trọng bà harris đang cân bằng hoặc vượt lên so với ông trump nơi mà tổng thống biden từng gặp khó khăn chiến dịch của bà harris giờ đây không còn tập trung nhiều vào việc bảo vệ động lực ủng hộ tại những thành phố lớn có xu hướng nghiêng về dân chủ mà thay vào đó họ tìm đến các thành phố nhỏ hơn các vùng ngoại ô và nông thôn dồn mối quan tâm vào nhóm cử tri da trắng lớn tuổi chủ yếu là không có trình độ đại học. Sự thay đổi của bà Harris được thể hiện đặc biệt rõ ràng ở Pennsylvania, nơi phó tổng thống đã vận động mạnh mẽ hơn bất kỳ bang chiến trường nào khác và các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua tại đây đang rất xít sao. Cuộc tranh luận giữa Harris với Trump diễn ra ở Philadelphia, thành phố lớn nhất Pennsylvania, nhưng bà cũng đã dành nhiều ngày để chuẩn bị và luyện tập bằng các cuộc tranh luận giả định tại Pittsburgh, thu hút truyền thông địa phương đưa tin bà còn đến thăm một cửa hàng gia vị ở Pittsburgh, trò chuyện với chủ cửa hàng và người dân địa phương. Giờ đây bà Harris dường như có nhiều con đường đi tới chiến thắng hơn là ông Biden. Chuyên gia phân tích Harry Anten của CNN viết trên mạng xã hội X, Kamala Harris đang thể hiện tốt hơn đáng kể so với Joe Biden trong nhóm cử tri da màu và gốc Latin. Nếu ông Biden chỉ có một con đường giành chiến thắng, Harris có nhiều cách. Cụ thể, bà ấy có thể thắng ở vành đai mặt trời, bao gồm Arizona, Georgia, Bắc Carolina và Nevada. Theo kết quả một cuộc khảo sát của CNN, SSRS, bà Harris dẫn trước ông Trump da màu, gốc Latin và trẻ tuổi. Ông Biden trước đó bị bỏ xa trong hai nhóm cử tri Latin và trẻ tuổi. Bằng chứng rõ ràng nhất đang được nhận thấy tại bang Georgia, nơi có 33% cử tri là người da màu. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, bà Harris đang dần áp sát ông Trump với cách biệt 1 đến 2 điểm phần trăm thay vì bị bỏ xa tới 4 điểm phần trăm như là ông Biden. Theo tiết lộ của các công tố viên Liên bang Mỹ, Ryan Wesley Roth, người đàn ông lên kế hoạch ám sát ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, đã để lại một lá thư kêu gọi người khác hoàn thành nhiệm vụ ám sát cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong trường hợp ông ta thất bại. Roth, 58 tuổi, bị bắt vào ngày 15 tháng 9 sau khi bị phát hiện ngoài hàng rào một sân golf thuộc câu lạc bộ golf quốc tế Trump ở bang Florida. Cảnh sát đã tìm thấy một khẩu súng trường SKS bán tự động do Liên Xô sản xuất đã nạp 11 viên đạn và một viên ở trong nòng, một camera GoPro và một ba lô chứa tấm giáp tại nơi ẩn náu tạm bợ của ông ta phía ngoài hàng rào. Trong lá thư để lại ở nhà một người giấu tên, Ryan Roth viết, đây là một nỗ lực ám sát Donald Trump, nhưng tôi đã thất bại. Tôi đã cố gắng hết sức và dốc hết can đảm. Giờ đến lượt bạn hoàn thành nhiệm vụ và tôi sẽ treo thưởng 150.000 đô la Mỹ cho ai hoàn thành công việc bức ảnh chụp lá thư đã được đưa vào hồ sơ của công tố viên quận Nam Florida và được công khai vào ngày 23 tháng 9. Các công tố viên liên bang đã đưa lá thư này làm bằng chứng để định nghị rằng nghi phạm Ryan Roth nên tiếp tục bị giam giữ trong khi chờ xét xử. Theo hồ sơ tòa án, vài tuần trước khi ông ta bị cáo buộc mưu sát ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa, Ryan Roth đã để lại một chiếc hộp tại nhà của một cá nhân giấu tên. Thông tin từ Bộ Tư pháp Mỹ cho biết thêm, người này đã mở chiếc hộp sau khi Ryan Roth bị bắt và báo cáo cho chính quyền vào tuần trước. Ngoài bức thư viết tay, trong chiếc hộp còn chứa đạn dược, một ống kim loại, các vật liệu xây dựng lặt vặt, dụng cụ, bốn điện thoại và một số lá thư khác. Hồ sơ tòa án cũng tiết lộ rằng 6 chiếc điện thoại di động đã được tìm thấy trong xe của Ryan Roth khi ông ta bị bắt, bao gồm một chiếc có lưu lại hoạt động tìm kiếm trên Google với cách đi từ hạt Palm Beach đến Mexico. Đồng thời, theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI, chiếc SUV Nissan Murano sử dụng để chạy trốn mang biển số giả ứng cử viên tổng thống của đảng dân chủ bà Kamala Harris đang thực sự thu được nhiều thành quả đáng kể sau cuộc tranh luận với ứng cử viên đảng cộng hòa ông Donald Trump trên đài ABC News vừa qua cụ thể kết quả khảo sát được công bố gần đây của NBC cho thấy trong số 1.000 cử tri được tham khảo ý kiến có 48% số người được hỏi có phản hồi tích cực dành cho bà Harris trong khi ông Trump chỉ nhận được 38%. Trong khi đó, khảo sát của CBS cũng cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump 4 điểm phần trăm với tỷ lệ 52% so với 48%. Trong bối cảnh chỉ còn hơn một tháng nữa là đến ngày tổng tuyển cử, bà Kamala Harris đang rất nỗ lực để đưa ông Trump đến một trận tái đấu nữa nhằm có thêm lợi thế. Theo nguồn tin từ Reuters, bà Harris muốn có được lần tranh luận thứ hai với ông Donald Trump trên đài CNN vào ngày 23 tháng 10 tới. Tại buổi gây quỹ tại New York, ba phó tổng thống Mỹ đã nói với những người tham dự. Ông ấy nên chấp nhận tranh luận lần thứ hai, vì tôi thực sự cảm thấy rằng chúng ta nợ người dân Mỹ và cử tri về việc gặp nhau một lần nữa trước ngày bầu cử. Chúng ta nên có một cuộc tranh luận khác. Đối thủ của tôi đang tìm lý do để tránh né. Đáp lại, chiến dịch bầu cử của ông Trump nhắc lại tuyên bố của cựu tổng thống trước đó. Một cuộc tranh luận khác đã quá muộn, việc bỏ phiếu đã bắt đầu. Cũng theo Reuters, ngoài việc thúc đẩy cuộc tranh luận thứ hai với ông Trump, bà Harris được cho là sẽ rất sớm công bố một loạt chính sách kinh tế mới nhằm giúp người Mỹ phát triển sự giàu có và đưa ra những biện pháp khuyến khích kinh tế cho các doanh nghiệp để hỗ trợ mục tiêu đó. Các cử tri chưa chọn được đại diện để bỏ phiếu đã yêu cầu bà Harris đề cập chi tiết hơn về việc bà sẽ giúp họ có được lợi ích thế nào về mặt kinh tế. Hiện tại, chưa có nguồn tin nào công bố về chi tiết về dự thảo chính sách của bà Harris. Tuy nhiên, rất có thể ứng cử viên đảng Dân Chủ sẽ công bố về nước đi mới của mình tại buổi vận động tranh cử ở thành phố Pittsburgh, thuộc bang chiến trường Pennsylvania tới đây. Phát ngôn viên James Singer thuộc chiến dịch của bà Harris cũng không bình luận về loạt chính sách kinh tế mới. Ông Singer chỉ nói rằng bà Harris sẽ tiếp tục đưa ra chương trình nghị sự kinh tế cơ hội của mình là giảm chi phí, làm cho nhà ở có giá cả phải chăng hơn và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên khắp nước Mỹ. Lữ đoàn Al-Qasam, cánh vũ trang của phong trào Hồi giáo Hamas, nói rằng một trong những chỉ huy chiến trường của họ ở Liban đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do Israel thực hiện. Thông tin từ lữ đoàn Al-Qasam cho hay, vị chỉ huy này được xác nhận là Hussein Mahmoud al nade còn được biết đến với tên gọi Abu Saleh tại thị trấn Majeun ở miền nam Liban. Số liệu được hãng tin Al Jazeera cập nhật tới dạng sáng 24 tháng 9 cho thấy các chiến cơ thuộc biên chế không quân Israel đã tấn công hơn 1.600 mục tiêu nghi của nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam Liban, khiến hàng nghìn người thương vong. Vừa qua, thông báo của lực lượng phòng vệ Israel IDF xác nhận không quân nước này đã mở nhiều cuộc tấn công vào các mục tiêu Hezbollah nằm sâu trong lãnh thổ Liban. Theo đó, ngoài các cuộc không kích vào các tòa nhà và trận địa của Hezbollah ở phía nam Liban, IDF còn đánh phá nhiều kho vũ khí của nhóm vũ trang đối địch ở gần thành phố Cảng, Sidon, Thung lũng bK và khu vực Banbek cách xa biên giới Israel khoảng 100 km. Đặc biệt, truyền thông Liban khẳng định không quân Israel đã tấn công làng House al Said Ali ở huyện Hemen, phía bắc Liban, nằm cách biên giới Israel khoảng 140 km. Đây là vị trí nằm sâu nhất trong lãnh thổ Liban bị Israel không kích kể từ đầu đợt giao tranh qua biên giới bùng phát đầu tháng 10 năm 2023 giữa IDF và Hezbollah. Nhiều nhà phân tích khu vực lo ngại không quân Israel có thể tiếp tục mở rộng phạm vi tấn công vào sâu bên trong lãnh thổ Liban trong những ngày tới để gây áp lực lên Hezbollah, buộc nhóm vũ trang đối địch phải chấm dứt chiến dịch bắn phá vào Israel và thoái lui ra xa khỏi đường biên giới chung Israel-Liban. Hồi tháng 8, Hamas thông báo chỉ huy Sameh Anhat thiệt mạng khi Israel không kích tuyến đường phía nam thành phố Sidon, Liban, gần một trong những con đường dẫn đến trại tị nạn lớn nhất nước này là En, -en Hinwe truyền thông đưa tin vụ tập kích bằng máy bay không người lái uav còn khiến nhiều thường dân thiệt mạng chiếc xe bị nhắm mục tiêu trở thành quả cầu lửa khi trúng đòn một thi thể được đưa ra khỏi hiện trường vài phút sau đó lực lượng phòng vệ israel idf và cơ quan an ninh israel sinbet thông báo thực hiện vụ tập kích hạ ông alhat theo idf và sinbet ông alhat chịu trách nhiệm thực hiện các vụ tấn công và phóng đạn từ liban vào lãnh thổ israel cũng như tuyển dụng và huấn luyện các tay súng